Xin chào tất cả các bạn. Công thức bánh bò nướng kỳ này mình thật sự rất là hài lòng. Bánh rất là mềm xốp, thơm, mùi đường thốt nốt, vỏ thì mỏng. Thường thường thì mình cái bánh thì mình ăn nó ngon lúc đầu, nhưng mà để nguội thì nó dễ bị cứng các bạn. Nhưng mà cái cách làm này của mình kỳ này thì bánh nguội nó vẫn mềm. Để 24 tiếng hồi sau nó vẫn mềm, vẫn ngon lắm các bạn. Và các bạn hãy theo dõi cách làm của mình nhé. Thì bánh bò thốt nốt thì mình còn có đường thốt nốt. Nếu mà các bạn không mua được đường thốt nốt thì các bạn có thể thay bằng đường nâu, mà dạng đường thẻ đó các bạn. Đường mà cục cục á, đường nó làm cũng được, cũng ngon lắm các bạn. Mình cần có là 330g. Mình để lửa lớn. Sau đó thì mình cho vô rói cỡ 100ml nước cốt dừa. Mình để lửa lớn mình nấu lên nha các bạn. Mình nấu cho đến khi nào mà nó ngả cái màu cánh gián á các bạn, mà nó bốc cái mùi thơm thơm giống như là cái mùi mà các bạn thắng nước đường để các bạn hô cá vậy đó. Các bạn phải làm như vậy thì cái bánh của mình nó mới thơm ha. Và khi mà thắng được màu ưng ý rồi thì các bạn sẽ cho vô đó là 500ml nước cốt dừa, các bạn quậy đều lên. Trước khi các bạn cho vô thì các bạn dặn lửa nhỏ nha. Rồi các bạn cho nước cốt dừa, các bạn quậy đều lên cho đường nó tan hết là các bạn tắt lửa được. Và mình sẽ để đó chừng 10 phút cho cái nước đường của mình nó nguội bớt một chút nhé. Trong khi mà mình chờ nước đường của mình nó nguội bớt một chút thì mình sẽ chuẩn bị cái phần bột. Bột mình cần có là 420g bột năng và 20g bột mì. Bột mì đa dụng nha các bạn. Các bạn dùng bột gạo cũng được. 5g muối. Và sau đó thì chuẩn bị cái phần trứng. Mình cần có là 400g trứng, là cỡ 8 cái đó các bạn. Đây, cái phần nước đường của mình nó đã nguội bớt một chút rồi thì các bạn cho trộn với lại cái phần bột. Nó chỉ nguội bớt một chút nhưng nó vẫn còn ấm, còn nóng nha các bạn. Để mình lấy trùng bột đó các bạn. Cái bước lấy trùng bột này rất là quan trọng nhé. Rồi các bạn quậy đều lên. Sau đó các bạn cho cái phần trứng vô. Rồi các bạn cho cái phần trứng vô thì các bạn cũng đánh cho nó tan ra như vậy đó các bạn. Các bạn trộn lên. Không cần phải rây trứng trước đâu làm gì ha. Mình cứ đổ trực tiếp vào bột như vậy đó. Và mình cho vô đây là 30g dầu dừa. Cho nó thơm đó các bạn. Rồi sau các bạn trộn xong xuôi hết thì các bạn cho lượt qua rây hai lần cho cái hỗn hợp bột mình nó mịn. Cho nên là các bạn không cần phải lượt trứng qua trước, tại khi mà trứng mà các bạn bỏ vô trong cái hỗn hợp bột vậy các bạn lượt qua rây thì nó cũng mịn rồi. Cho nên mình không có mất công mình phải làm cái bước mà trứng mình lượt qua rây đâu nha. Mình làm một lúc như vậy đó các bạn. Các bạn lượt qua rây hai lần, sau đó các bạn phải để cho cái bột của mình nó nghỉ một tiếng đồng hồ để cho cái bột của mình nó hoàn toàn nguội nha các bạn. Tại vì lúc này là cái bột của mình là nó còn ấm á. Các cái bước này rất là quan trọng nha. Các bạn phải để cho nó hoàn toàn nguội để trước khi mà các bạn bỏ bột nổi vô đó. Và cái trứng á, cái trứng mình bỏ vào cái bột lúc mà nó còn nóng như thế này nè thì nó sẽ làm cho cái mùi trứng của mình nó bớt hôi nữa đó các bạn. Cái đó cũng là một cái cách xử lý cho cái mùi trứng của mình nó không hôi đó. Công thức này là mình không hề dùng tới lại mùi vani nha các bạn. Nhưng mà bánh của mình rất là thơm, không hề bị hôi trứng. Và đây mình cho các bạn coi một cái lỗi của mình nè. Là cái hỗn hợp bột mà nó còn ấm á, rồi các bạn cho bột nổi vô đó, là vô lò thì cái bánh nó nở rất là tốt. Nhưng mà khi mà ra khỏi lò là nó xẹp như vậy đó các bạn. Và bên trong thì các bạn biết rồi, nó sẽ như cái bánh đúc thôi. Đó, cho nên là cái hỗn hợp bột phải để cho nó hoàn toàn nguội mới được nhé. Phải để cỡ một tiếng đồng hồ nó phải nguội giống như là nước bình thường vậy đó. Không có một chút xíu ấm cũng không được. Mình bị fail cái chỗ này rất là nhiều lần các bạn. Và đây là cái khuôn của mình. Khuôn này là khuôn ống. Nó có cái đường kính là 25cm đó các bạn. Là cỡ 10 inch. Không có cần phải bôi dầu để mà chống dính nha các bạn. Tại vì mình muốn làm cái bánh nó lột da,
Lát nữa cuối thi thành phẩm thì các bạn sẽ hiểu ý mình nói nhé. Và lọ của mình á, là mình để từ ngăn thứ ba từ phía dưới đếm lên. Và lọ của mình á, là hai lửa luôn, mình không có tắt được lửa trên lửa dưới nên mình nướng hai lửa luôn. Khi mà cái bột hỗn hợp bột của mình nó đã nguội rồi thì các bạn bắt đầu làm nóng lò ở 325 độ F là cỡ 162 độ C đó các bạn. Mình không cần mở quạt ha. Nếu mà mặt quà lò các bạn không tắt được quạt thì các bạn phải giảm xuống bớt cỡ 10 độ C nhé. Và lúc này là cái bột của mình nè, các bạn kiểm tra là nó đã hoàn toàn là nguội nha các bạn. Các bạn nên để cái khay nước giống như mình vậy đó ở phía dưới cho cái bột của mình nó mau nguội đó. Thì phải nói chung là mình cho một tiếng đồng hồ là để chắc ăn, để cho cái bột mình nó phải thật nguội nha. Trước khi mà các bạn chuẩn bị cho vô lò nướng thì bắt đầu các bạn mới cho bột nổi vô. Mình cần có là 7 gram bột nổi và 2 gram baking soda. Các bạn, nó chưa tới 1 phần 4 của cái muỗng teaspoon á. Các bạn bỏ vô, các bạn trộn đều lên. Thì cái công thức này các bạn làm với lại cái loại bột nổi baking powder nào cũng được nhé. Không nhất thiết phải làm cái loại giống y chang như của mình nha các bạn. Các bạn làm single acting cũng được ha. Tại vì mình trộn bột nổi vô là mình đem đi nướng liền, cho nên là single acting hay là double acting gì đều được hết nhé. Mình trộn đều lên và mình rây qua cái rây cho nó đều cái hỗn hợp. Sau đó là mình lấy cái khuôn ra, cái khuôn đó còn đang nóng thì mình cho bột vô. Cái công thức 8 trứng này thì mình đổ cái khuôn này thì nó được cỡ 2/3 khuôn đó các bạn. Nó nở lên đầy khuôn là vừa nhé. Và mình sẽ cho vô nướng ở cái nhiệt độ là 325 độ F, 162 độ C. Mình nướng trong vòng 30 phút. Và đây là cái bánh của mình. Sau 30 phút thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Các bạn nhìn nhé, nó không có được nở quá nhiều nha các bạn. Sau 30 phút thì cái bánh của mình nó chỉ nở một chút xíu như vậy thôi. Và cái mặt á, nó, cái mặt bánh là nó kéo màng lại như vậy thôi. Rồi sau đó mình nướng tiếp. Mình giảm nhiệt độ xuống 300 độ F là 150 độ C. Mình nướng 35 phút nữa. Từ 30 đến 35 phút nữa là tổng thời gian nướng của mình là cỡ 60 phút nha các bạn. Khi cái bánh mình nó nướng xong thì nó sẽ ra như thế này. Nó lên đầy khuôn luôn đó các bạn. Và các bạn thử coi là cái bánh của mình nó đã chín chưa nhé. Nhưng mà thường thường thì một tiếng thì cái bánh mình nó đã chín rồi. Và sau khi nướng thì mình tắt lò, mình để trong lò 10 phút nữa mình mới lấy ra. Nó, cái khuôn ống thì cái bánh cái nó chín, cái nhiệt nó đều, nó chín dễ hơn. Các bạn dùng khuôn tròn cũng được, nhưng mà khuôn ống thì tốt nhất. Khuôn tròn thì các bạn làm cái lượng ít hơn nhé. Và mình lấy ra, mình để cho cái bánh nguội thì mình để cái bánh mình trút ngược nó lên trên vậy đó các bạn, để cho nó nguội 15 phút sau thì các bạn lấy bánh ra nha. Cái bánh mà các bạn muốn nó tróc ra cho dễ, nó giống như nó lột da luôn đó các bạn, thì các bạn phải lấy sớm ra cỡ 15 phút sau là các bạn lấy rồi nha. Các bạn mà để càng lâu thì cái da nó sẽ càng dính lại đó các bạn, nó lởm chởm vậy á. Nếu các bạn rảnh rỗi như mình thì các bạn cứ lột da vậy ha. Đó đó, mình thích cái bánh của mình nó lột da hết ra như vậy á, nhìn nó đẹp để chụp hình thôi chứ không có gì hết trơn. Các bạn thấy cái bánh của mình nó rất là mềm và vỏ rất là mỏng nha các bạn. Mình thích bánh vỏ mỏng, bánh của mình nó phải hoàn toàn nguội mình mới ăn nha. Khi mà thành phẩm rồi đó thì nó ra rễ tre và nó rất là thơm. Nếu mà các bạn làm mà nó bị hôi trứng là có nghĩa là các bạn làm cái hỗn hợp bột các bạn còn ấm và các bạn bỏ bột nổi vô và các bạn nướng, hoặc là nướng còn hơi sống là nó sẽ bị hôi trứng nha các bạn. Cái bánh này mình chứng minh cho các bạn là mình không bỏ hương vani, nhưng mà cái bánh
nó vẫn thơm và nó không hề hôi trứng. Và đặc biệt là mình muốn cho cái bánh của mình nó dậy lên cái mùi thơm của đường thốt nốt và cái mùi nước cốt dừa đặc trưng, cho nên mình không có muốn cho một cái vị gì vô đây để cho nó át cái mùi đó các bạn. Nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút đăng ký, like và share ủng hộ cho mình với nhé. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đây là cái bánh của mình sau 24 tiếng đồng hồ mình để ở nhiệt độ phòng. Bánh của mình vẫn rất là mềm, không hề bị dai, bị cứng. Tại vì thường thường là bánh có bột năng là cái bánh nó dễ bị cứng lắm. Nhưng mà cái bánh này là mình có pha chút bột mì và mình lấy trùng bột, cho nên cái bánh của mình mềm rất là lâu. Nhưng mà sau 24 tiếng đồng hồ, nếu mà trời nóng quá thì các bạn nên cất vô trong tủ lạnh, chứ không nó sẽ bị hư nha các bạn. Bột nổi khi mà mình dùng xong á, các bạn nên cất vô trong tủ lạnh để cho cái bột nổi nó không có bị mất tác dụng để cho những lần xài tiếp theo đó các bạn. Video của mình đến đây đã hết rồi. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.